Trong chiều nay, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Viettel do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm trưởng đoàn. Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Viettel về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự hợp tác tích cực, hiệu quả của Tập đoàn Viettel đối với tỉnh Lào Cai. Thông tin về tiềm năng, thế mạnh và định hướng chiến lược trong phát triển giai đoạn tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tập đoàn tiếp tục cung cấp những sản phẩm cụ thể để thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác chiến lược, nhất là một số lĩnh vực nâng cấp hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số, y tế, giáo dục. Tỉnh Lào Cai cam kết tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn Viettel nghiên cứu triển khai các dự án hiệu quả tại tỉnh. Đánh giá cao lợi thế tiềm năng của tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam khẳng định, thời gian tới Tập đoàn Viettel sẽ đồng hành với tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác chiến lược, cung cấp các giải pháp mang tính nền tảng dùng chung với tiêu chí hiệu quả kinh tế cao, mang lại lợi ích tối đa cho người dùng, nhất là hỗ trợ triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng mạng viễn thông đến với các bản làng vùng sâu vùng xa, đồng thời tập trung triển khai các đề án theo đề xuất của tỉnh Lào Cai.